Em Minh chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại kênh của xe đạp giá xỉ. Nếu mà mọi người muốn một mẫu xe đi phố có 3 ga chắn bùn sẵn luôn mà tầm giá thì 8,2 triệu thì mọi người xem xét mẫu này nhé, bởi vì là trên thị trường thì nó cũng không có nhiều mẫu mà có sẵn 3 ga chắn bùn. Thì thường thường thì mình sẽ mua cái mẫu 3 ga chắn bùn sẵn luôn thì để cho nó tiết kiệm chi phí nhé mọi người. Nếu mà mình lắp riêng ấy thì nó sẽ một là nó không đẹp, hai nữa là nếu mà đẹp thì nó lại cao tiền. Thì mọi người xem xét mẫu này 3 ga chắn bùn sẵn luôn mà giá chỉ có 8,2 triệu thôi, là khung nhôm kiểu dáng đẹp phối với 3 ga chắn bùn là đẹp luôn. Rồi cấu hình thì rất là cao, cấu hình nó đi đến Alivio mà 9 líp, líp thì được líp thả của Shimano luôn. Rồi gạt đĩa cũng Alivio, giò dĩa là cũng Shimano luôn. 1, 2, 3, 4 rồi. Sên bình thường, sên KMC mọi người, sên đẹp luôn chứ không phải sên bình thường. Sên KMC 2 món 2, 4. Rồi tay đè cũng là Alivio, tay đè Alivio và thắng dầu Shimano MT200. Thế thì nó lên cấu hình rất là đồng bộ với lại full cấu hình Shimano luôn mọi người nhé. Đấy, rất là đẹp. Được cái là cái đùm này của nó thì đùm của nó là đùm của Joytech. Đùm Joytech là công ty con của thằng Novatech, là chuyên làm về đùm nha mọi người nhé. Hàng tốt, hàng Đài Loan rất là tốt luôn. Chevo HK Pro, cái dáng của nó đơn giản lắm, dáng của nó thanh lịch. Nó phối tem cực kỳ ít luôn mọi người, rất là ít. Bởi vì những cái dòng xe touring như này thì mà có 3 ga chắn bùn thì thường thường là nó phối tem rất là ít mọi người, không có nhiều đâu, trông kiểu dáng thanh lịch. Mà với lại cái ghi lông bô tăng này nó ngách cao lên, nó ngách cao lên, cái tư thế ngồi rất là thoải mái ấy, mọi người. Càng nhôm nhé, không phải là càng thép đâu, càng nhôm. Rồi khung nhôm không có mối hàn và đi dây âm, yên thì êm luôn này. Đấy, chắn bùn là chắn bùn nhựa, và chắn bùn nhựa thì nó nhẹ xe và dài. Rồi cái ba ga sau này bằng nhôm luôn, đẹp luôn, chắc chắn. Đấy, rồi vỏ đi phố thì đi vỏ Kenda, và con này là 38 luôn, 700 x 38 c. đấy, đi phố rất là êm, 700 x 38 c. rồi coi như là một chiếc xe mà full Alivio, cả tay đè này, rồi gạt đĩa này, cùi đề líp này, líp Shimano sên KMC, rồi giò dĩa là Shimano. Con này là trục vuông thôi nhé mọi người nhé, không phải trục rỗng đâu, trục vuông thôi. Đấy, thắng dầu cũng là Shimano MT200 luôn, lên cấu hình rất cao và đồng bộ, giá thì lanh quanh 8,2 triệu nhé mọi người nhé. Đã cả quà và cả ship rồi thì mọi người muốn mua một mẫu đi phố touring 3 ga chắn bùn thì em nghĩ là mẫu này thì hiện tại là nó là những cái mẫu ngoại trừ hãng gian ra đi thì con này nó là khá là cao cấp rồi, lên đến đầu 8 triệu rồi. Thì mọi người mua mẫu này là hợp lý nhé mọi người nhé. Có nhu cầu mua hàng thì mọi người liên hệ qua số em Minh này 0706198999, hoặc là ghé trực tiếp 98/11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cái này nó có màu trắng, màu bạc, màu đen, màu xám, trắng, bạc, đen, xám, 4648. Đủ cả 4 màu 2 size luôn mọi người nhé. Nếu mà mọi người tầm khoảng là lanh quanh gần 1m7 ấy, gần thôi, 1m65 thì mọi người chỉ đi 46 thôi mọi người nhé, không đi được 48 đâu. Một đây là 46 này, bởi vì cái form xe con này nó to hơn form bình thường một chút. Thì thường thường là em thấy là dưới tầm 1m7 trở xuống thì là đi 46, trên 1m7 thì đi 48 nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em Minh nhé, em cảm ơn mọi người.